con da con nhộng nhé. À, lấy nồi của ba ra. Thấy người đã về trốn đi nhé. Thank you.
thích ngựa, con thích địa ngựa. Cứ là nó cứ tập địa. Ngọt quê đã.
Hả, cá miên, có mẹ hả? Sao lại là cá rú? Đá canh à? Là đá canh. Đá canh hả? Đá canh à? Cái nào kìa ba? Nộp lại. Để khốt để đuôi vậy hả? Là cái nhóm đoàn mà vui phết. Lốm lại quá. Lốm lại. Mà kìa. Đang thế hả? Ai u. Ngày như mà. Có mặt khô hết rồi nè. Cam nè. Ai thấy? Đang ồ. Cam. Đón hưởng. Trời tướng quá là. Ngạc chứ nè. Đoàn ạ. Ngày thấy không? Ừ. Anh có ai vậy? Ừ, anh có ai vậy? Nhắn
Bà mày cái ngọn đoạn bà mày hả? Mày tê bắt thì điên. Ăn sữa ra. Ô sữa nào. Mà cái thế mới gan cả. Vô vô đĩa mà nóng vào. Đây đây đây. Coi nhiệt độ ạ. Nhiệt độ nám chị ạ. Ôi, cái cừu ha ha. Ôi, cừu khốt đuôi mà. Ta. Ôi, từ từ. Ta kia. Y non. Mà nó nó kia. Ê, ôi. Ừ, cái con thì nó chẹt lại. Ồ. Hồ cao. Chai muốn đi mà muốn bắt của chuyện này cũng biến à suốt ở mặt này tìm chó đấy. Ủa, những nhộp rồi ảnh nó to mà xám ca. À. Chia nó nè. Ủa nè. À rô. Ủa, nó to mà. À, đi. Ủa, nó kẹp mà. Ủa,
วะคือเดียวจ้าวมาล้อมวะตาอยู่คือเดียวโอ้ทิศก่ะกูไม่ไหมมะโอ้หลุนน้ำตองตีดด้วยล่ะมางอ่ะมื้อนี้ดูจังกองฮะที่ว่าเอาไปมางอ่ะโอ้ตะผีนี่ลุยแม่งกี่ตัวนี่มาดิตายโหโหโหโหนั่นไงนี่อ่ะนะเห็นนะเออก็มันนึกอันนั้นมาพี่จ๊ะโหโหมาละก็เสียช้ำเลยโอ้ยเสร็จแล้วเสร็จแล
ียงเราอ๋อเช้าช่วงเราอ๋อเปิดทางแล้วมันร้อนนี่จ้ะเชี่ยน้ำนะครับง่ายเลยcon gái ơi con đâu á thì không thấy rồi con gái con ở đâu á Hai con đậu ấy không thấy đi đâu con gái con ở đây không đi đâu rồi rộng này không biết tìm con gái đâu không biết đi đâu đi thôi nhé. Ủa, đâu mà nó liều tắm như vậy lại
đùa hết rồi. Con gái ơi, đâu rồi? Ồ, ở đây. Ồ, bắt kịp mãi không thấy. Sao ngồi nhà. Mình đây à? Mà tìm mãi không thấy. Trời ơi. Mà đi muộn một tí về đấy. Rồi, đi đi về nào, đi về. Ôi, đói rồi không? Tìm mãi không thấy mà đi về. Ôi, ba bà nhà đợi mà sao khác một mình khác đi xa thế này. Không học bắt cóc thì sao? Bà già lắm, bà gọi con nhà đợi đấy. Đói lắm không không? Muộn chiều lắm rồi. Mà đi về ăn cơm. Đói lắm đâu phải không? Không được đi tìm bà nhé chưa? Nhà đây rồi. Bà chị cho các bạn nhé. Con ngồi đây nhé, bà chị cơm cho con nhé. Nào ngồi đây, nào ngồi xuống này. Đấy, ngồi đây đợi ba nhé. Trời ơi, nó nóng quá. Bà chị cơm cho con ăn nhá. Đào sâu con nhọn về không tìm thấy con đâu. Đấy, ngon không? Ngon. Con nhọn béo nhỉ. Ngon lắm, bà đi xa quá vừa mới về tìm mãi mới thấy con đấy. Ở nhà đợi không đợi ăn một con đấy à... quạt nhỉ, quạt. Anh ơi, nóng thật đấy. Cô đặt anh một con nhộng nữa nhá. Đấy, ngon lắm. Đấy, dẻo chưa? Ngon nhỉ. Đấy, ăn ngoài nó mới mập được chứ, không gầy gò mấy tí thế này là mới lớn được. Ngon lắm đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.